Bình Phương vợ Đức Tiến đưa con về Việt Nam, ba lần ghé thăm mẹ chồng, đều bị từ chối gặp mặt. Hoa hậu Bình Phương cho bé Mèo, 5 tuổi, về thăm gia đình theo nguyện vọng lúc sinh thời của cố nghệ sĩ Đức Tiến. Bình Phương và bố mẹ đã đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất khuya ngày 1 tháng 9. Cô cho biết con gái rất vui, phấn khích trong lần đầu về thăm quê hương của bố mẹ. Theo Bình Phương, vợ chồng cô từng lên kế hoạch về nước làm IVF để sinh thêm con và cho bé Mèo gặp gia đình nội. Sau khi chồng mất, cô vẫn cố gắng thu xếp để thực hiện chuyến đi như điều anh mong mỏi. Ngày đầu, Bình Phương cho con về quê ngoại ở Tây Ninh để thăm mộ các cụ. Bé gái tỏ ra lạ lẫm khi nghe mẹ nhắc tên những người thân đã qua đời. Sau đó, bé Mèo được mẹ và ông bà ngoại cho đi chơi nhà họ hàng ở Gò Dầu. Gần 5 năm, tôi mới trở về Việt Nam, thấy trống trải vì không có anh Tiến, cô nói. Tầm này, thời tiết miền Nam nắng nóng, có lúc mưa lớn khiến bé Mèo thấy khó chịu. Bình Phương cho con đi bộ để cảm nhận không khí đông đúc, nhộn nhịp ở quê vào ngày lễ, thỉnh thoảng bồng con khi thấy bé thấm mệt. Bình Phương cho biết mẹ con cô chỉ về Việt Nam ít ngày nên lịch trình dày đặc. Chúng tôi dành hầu hết thời gian gặp gỡ bên nội, bên ngoại và những người yêu mến gia đình, cô nói. Ngoài ra, Hoa hậu tranh thủ giải quyết một số công việc riêng trước khi đưa bố mẹ và con gái đi du lịch. Cô muốn tận dụng lần về quê hiếm hoi để thực hiện những dự định dang dở của hai vợ chồng. Bà xã Đức Tiến, Hoa hậu Bình Phương tiếp tục cố gắng cùng con là bé Mèo đến thăm mẹ chồng trong chuyến về Việt Nam. Dù đã đến nhà lần thứ ba, nhưng hai mẹ con vẫn bị chặn cửa, không cho thăm, bị cạch mặt đầy khó hiểu. Vừa qua, vợ diễn viên Đức Tiến, Hoa hậu Bình Phương đã đưa con gái là bé Mèo về Việt Nam. Trong chia sẻ trước đó, Bình Phương cho biết cô cùng con đến thăm nhà nội nhưng cổng khóa chặt. Khi cô gọi điện, gia đình nhà chồng không bắt máy. Thấy mọi người có nhắn tin và con mừng nhiều qua thăm bà nội, nhưng Bình Phương, Mèo và gia đình có qua thăm nhưng đóng cổng, nhưng cửa trong nhà mở, gọi điện không bắt máy. Vậy sao mà thăm nội, nhà của vợ chồng Phương và anh Tiến nhưng lại không được vào, và cả Mèo cũng đợi ngoài cửa. Đó là điều bất ngờ lớn nhất khi Mèo lần đầu về Việt Nam. Mới đây, vợ Đức Tiến chia sẻ đã ghé thăm gia đình chồng để chào tạm biệt trước khi về lại Mỹ. Tuy nhiên, dù là lần thứ ba đến nhà, mẹ chồng của cô vẫn từ chối gặp mặt. Có thể thấy trong video, Bình Phương đã cố tình vừa chạy đến nhà mẹ chồng mình, vừa quay hình lại. Và khi cô chạy qua nhà của mẹ ruột Đức Tiến, khuôn mặt của mẹ chồng trông rất là khó chịu nhìn ra ngoài cổng. Có lẽ là cô có gọi điện trước cho mẹ chồng, bà ra đứng trước cổng, khi thấy hai người chạy xe máy ngang nhà mình, bà đón là con dâu từ Mỹ về, bà không ra cổng mời vào, mà bà đã vô trong, mặc dù Bình Phương gọi điện thoại ra gặp mặt. Bình Phương bộc bạch, hôm nay là lần thứ ba gia đình Bình Phương và Mèo ghé thăm nhà bà nội để tạm biệt lần cuối trước khi trở về Mỹ, và muốn thắp nén nhang cho anh Tiến tại Việt Nam. Tuy nhiên, gia đình đã bị từ chối dù bà nội vẫn có mặt ở nhà. Chắc mọi người hiểu bà nội muốn gì mà. Sau đó Bình Phương và gia đình đã về Biên Hòa thăm người vợ thứ hai của ba ruột Đức Tiến. Gia đình ghé thăm nhà dì Sáng, người đã nuôi anh Tiến từ nhỏ, và thăm luôn bên nhà nội của anh. Ở đây, bé Mèo được cả gia đình nội yêu thương và chào đón nồng nhiệt. Không khí tại nhà dì Sáng và bên nội thật ấm áp, với những tình cảm chân thành dành cho bé Mèo, như thể tiếp nối sự gắn bó đã có từ khi anh Tiến còn nhỏ. Bé Mèo cũng cảm nhận được tình cảm sâu đậm từ gia đình, tạo nên những kỷ niệm đẹp trong chuyến thăm này. Đây chắc chắn là một dấu ấn đáng nhớ trước khi gia đình trở về Mỹ. Tình yêu thương từ phía nhà nội và dì Sáng đã góp phần gắn kết thêm mối quan hệ giữa các thế hệ, giúp bé Mèo cảm nhận được sự ấm áp và sự kết nối gia đình. Sau tâm sự của Bình Phương, một số khán giả cũng để lại bình luận trái chiều như: có trong nhà mà coi nhìn cháu nội, dù có giận cỡ nào nhưng đây là đứa con duy nhất của Đức Tiến cũng phải tỏ ra tình thương yêu bé, đâu phải lúc nào bé cũng về được. Xin lỗi còn nghĩ sợ vô nhà lấy nhà là sai nha, nhà đó của Đức Tiến thì dù không ở nhưng vợ con vẫn hưởng nha. Con người biết nghĩ thì còn cho ở, chứ không thì về Biên Hòa nơi ngôi nhà tồi tàn của bà kìa. Bà nội dù có điều gì chưa bằng lòng với mẹ con Bình Phương thì mẹ con cháu về với bà, thì bà cũng nên đón nhận rồi hai mẹ con bày tỏ tâm tư để hiểu nhau hơn. Bà cố chấp như vậy thấy tội cho bé Mèo và linh hồn của Đức Tiến, thấy oan khuất bà ơi. Bà mất con bà vẫn còn con của bà Bình Phương mất chồng, và bé Mèo mất ba cũng đau khổ không kém gì bà đâu. Lẽ ra bà và Bình Phương, bé Mèo là những người đáng thương mà nay khán giả thay cách hành xử của bà như vậy, thấy bà là người đáng trách bà ơi.
Thôi em hãy vui lên nhé. Còn có anh chị bên nội, dì Sáng và rất rất nhiều người mãi luôn yêu thương hai mẹ con em. Bà nội kế của bé Mèo trông xinh đẹp, phúc hậu quá, tiếp đãi ông, bà ngoại của bé Mèo và hai mẹ con Bình Phương rất thân tình, hai em gái của Tiến rất dễ thương. Chỉ xem trong clip cô cảm nhận mẹ ruột Đức Tiến rất khó chịu, gương mặt không phúc hậu, bà thương Mèo lắm về mà bà nội ruột không nhìn cháu. Đức Tiến rất có hiếu với mẹ ruột dù tuổi thơ không được mẹ nuôi dưỡng. Đức Tiến có kể là có kêu mẹ bán nhà cũ mua nền nhà mới gần nhà Đức Tiến. Đức Tiến bỏ tiền ra cất cho mẹ căn nhà mới gần nhà Tiến để tiện việc ghé thăm. Sang Mỹ Tiến gửi tiền chu cấp cho mẹ xài, cũng thường về thăm mẹ, ba và dì cùng hai em gái. Phần số của Tiến ra đi sớm quá bất ngờ, đáng lẽ mẹ Đức Tiến phải thông cảm yêu thương con dâu mình và cháu nội mới phải. Thôi cháu đừng buồn, căn nhà của Đức Tiến cháu nên bán, để trả bớt cho căn nhà bên Mỹ để cháu nhẹ lo hoặc đầu tư sinh lợi lo cho tương lai hai mẹ con. Vậy là rõ chuyện, bữa giờ ai nói Phương không liên lạc cho bà nội trước khi đến thăm để bà, biết mà còn tiếp thì xem rõ clip này. Rõ ràng là vẫn ở trong nhà và cố tình không tiếp con dâu và cháu. Rõ thêm một chuyện nữa là bà nội, má ruột Đức Tiến, thương tiền và nhà hơn là thương cháu ruột và người con trai vừa mất của mình. Đã ba lần đến thăm thì mình cũng làm tròn trách nhiệm của con dâu rồi chị ơi. Cạch mặt luôn từ đây là vừa, dính vào có khi mệt mỏi nhức đầu thêm. Để Mèo thương ngoại và bên dì Sáng là đủ rồi. Chúc gia đình mình thượng lộ bình an. Dù sao cũng máu mủ ruột ra đều là con cháu cả. Bác cứ cố chấp như vậy con trai không siêu thoát được đâu. Thôi thì đừng về nữa. Người ta đã không cần thì mình đi thôi. Con cháu họ cũng không cần thì mình thay họ luôn. Dây dưa khổ bé. Cô con dâu này, cô diễn thôi. Lúc con bà mất là nỗi đau tột cùng của người mẹ thì gia đình nhắn tin nó xem bà như không có. Giờ còn diễn mệt. Trừ khi ai không có con mới không hiểu lòng người mẹ. Mẹ sang Mỹ nhìn con lần cuối mày không đồng ý vậy tìm đến người ta từ chối tiếp là quá đúng. Đây là những ý kiến trái chiều từ khán giả. Trước đó, Bình Phương và nhóm nghệ sĩ Việt làm lễ cúng 100 ngày cho Đức Tiến ở California, Mỹ. Vợ cố người mẫu nói đã ổn định sức khỏe, tâm lý sau hơn 3 tháng chồng qua đời, sẵn sàng bắt tay thực hiện các kế hoạch cho tương lai con gái. Trước mắt, Bình Phương và bé Mèo sẽ sống ở California theo nguyện vọng lúc sinh thời của Đức Tiến. Bố mẹ cô sắp về hưu nên sẽ thường xuyên từ Texas bay sang thăm con gái và cháu ngoại. Dù một mình nuôi con, Bình Phương cảm thấy được an ủi vì bạn bè, đồng nghiệp của Đức Tiến và gia đình cô luôn sát cánh hỗ trợ. Vợ Đức Tiến sửa di chúc sau khi chồng qua đời. Sau khi chồng qua đời, Hoa hậu Bình Phương điều chỉnh một số nội dung trong bản di chúc lập cách đây 5 năm để đảm bảo quyền lợi cho con gái. Bình Phương đến văn phòng luật sư nhờ soạn thảo di chúc mới hôm 20 tháng 7. Cô cho biết trước đây từng lập di chúc để lại quyền nuôi con và quản lý tài sản cho Đức Tiến nếu cô qua đời trước. Nhưng nay anh mất, cô cần điều chỉnh cho phù hợp hoàn cảnh thực tế. Tôi thay đổi người thụ hưởng tài sản, nuôi dưỡng bé Mèo và bổ sung một số chi tiết để lo tương lai cho con, cô nói. Theo Bình Phương, ở Mỹ, cha mẹ có quyền chỉ định người giám hộ con cái dưới 18 tuổi trong di chúc. Việc này giúp đảm bảo những đứa trẻ sẽ được chăm sóc bởi người thân, họ hàng hoặc những người đáng tin cậy sau khi cha mẹ chúng qua đời. Mặt khác, nếu cha mẹ không điền vào mục này, tòa án sẽ quyết định việc nuôi dưỡng đứa trẻ dựa trên những điều họ cho là tốt nhất với chúng. Một số đứa trẻ mồ côi không có người giám hộ được đưa đến foster care, mô hình chăm sóc thay thế tại gia đình. Lúc này, gia đình muốn nhận nuôi sẽ phải trải qua các bước làm đơn và thủ tục hành chính phức tạp. Từ lúc anh Tiến mất, tôi càng có ý thức chuẩn bị kỹ lưỡng mọi điều bất ý có thể xảy ra. Tôi muốn dù trong hoàn cảnh nào, Mèo cũng được chăm sóc, nuôi dạy tốt nhất, Bình Phương nói. Bình Phương từ chối tiết lộ cụ thể bản di chúc nhưng cho hay rất tin tưởng gia đình. Cô hiện có bố mẹ đẻ, chị em ruột sống ở Mỹ. Trước đó, Bình Phương cùng một số bạn bè, đồng nghiệp thân thiết của Đức Tiến làm lễ cúng 49 ngày cho anh. Cô nói hiện sức khỏe, tinh thần đã ổn định nhưng không tránh khỏi những lúc tủi thân, trống trải. Vài người hỏi cô sao không dọn về Texas quây quần bố mẹ.